Ngày 10 tháng 7, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo về 3 nhóm lừa đảo chính trên không gian mạng ở Việt Nam. Hiện có 3 nhóm lừa đảo chính, giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng ở Việt Nam. Các nhóm lừa đảo này nhắm vào các nhóm đối tượng là người cao tuổi, trẻ em, sinh viên, thanh niên, các công nhân người lao động, nhân viên văn phòng. Trước tình trạng này, Bộ Công an và Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo 3 kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. Trước hết là hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân của mình trên mạng, người dân cần bảo đảm chỉ cung cấp thông tin cá nhân cho cá nhân và tổ chức tin tưởng. Người dân sử dụng mật khẩu an toàn để bảo vệ tài khoản của mình trên mạng, nên đổi mật khẩu thường xuyên và không nên sử dụng mật khẩu giống nhau cho nhiều tài khoản khác nhau. Người dân cần chủ động tìm hiểu về các phương thức bảo mật thông tin, cập nhật những tin tức mới nhất về các mối đe dọa bảo mật và học cách phòng ngừa chúng, sử dụng các công cụ bảo mật như phần mềm chống virus và phần mềm chống đánh cắp thông tin để bảo vệ tài khoản của mình trên mạng.